Năm 2012, xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 18% so với năm 2011, nhưng giống như nhiều mặt hàng khác, lợi nhuận của doanh nghiệp lại giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, thị trường nội địa tiêu thụ khoảng 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ đồ nội thất lại đang bị bỏ ngỏ cho các doanh nghiệp nước ngoài. Khả năng tăng trưởng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam vẫn còn rất lớn. Đơn cử thị trường Mỹ, ngay trong khó khăn, vẫn tiêu thụ khoảng 47 tỷ đô la Mỹ, nhưng thị phần đồ gỗ Việt Nam tại đây chỉ chiếm 1,5 tỷ đô la Mỹ. Làm thế nào để doanh nghiệp sản xuất có hiệu quả khi chi phí đầu vào như điện nước, nhân công và giá nguyên phụ liệu liên tục tăng, nguồn nguyên liệu nhập khẩu không ổn định? Chưa kể nhiều rào cản lớn khác ngành gỗ đang phải đối mặt. Trong cái khó khăn như hiện nay á, thì những nhà phân phối nước ngoài họ siết giá ghê lắm và họ tạo ra những cái rất là khó khăn. Và nếu mà mình có được cái kinh tiêu thụ hàng của mình thì rõ ràng nó sẽ giải quyết cũng khá nhiều cái khó khăn cho những nhà mà chế biến xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia ước tính hàng năm Việt Nam cũng tiêu thụ từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ đồ nội thất, gần bằng doanh số xuất khẩu đồ gỗ của năm 2012. Tuy nhiên, hiện thị trường hàng nội thất tiềm năng này lại đang bị khá nhiều doanh nghiệp Thái Lan và Trung Quốc chi phối, thậm chí chiếm lĩnh. Nguyên nhân nào khiến các doanh nghiệp Việt Nam lại bỏ ngỏ sân nhà khi giá bán trong nước vừa cao vừa tiện lợi? Tuy nhiên, để bán được hàng trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp những khó khăn. Bởi vì đặc thù của Việt Nam chúng ta đấy là tuy cái sức tiêu thụ như vậy, nhưng các cái cửa hàng bán lẻ hết sức là nhỏ lẻ. Hệ thống phân phối thì hầu như là không có. Chính vì thế đấy là chúng tôi bán, lâu nay chúng tôi bán dưới hình thức bán sỉ, bán với số lượng lớn. Hiện nay mà khi đưa vào thị trường nội địa đấy, thì cái việc mà bán làm sao để mà phù hợp với cái quy mô sản xuất của nhà máy thì đây là một cái điều khó khăn đối với doanh nghiệp chúng tôi. Thêm một cái khó nữa là nếu kinh doanh trên thị trường nội địa, các nhà doanh nghiệp phải thiết lập lại hệ thống quản trị hài hòa với thị trường xuất khẩu. Quay trở lại thị trường nội địa thì nó không phải là trở ngại lớn đối với chúng tôi về mặt tài chính đó. Nó chỉ có cái mà khác biệt nhau chút á là khi chị thiết lập hệ thống sản quản trị điều hành cho cái sản xuất hàng loạt thì nó lại khác, mà thiết lập cái hệ thống cho sản xuất nhỏ lẻ nó lại khác. Để từng bước thống lĩnh thị trường nội thì cần phải thông qua các hệ thống phân phối đồ gỗ. Ở đó các nhà sản xuất phải hợp tác và có sự đồng thuận lớn. Đây là điểm mà các doanh nghiệp gỗ Việt Nam còn yếu. Sự ra mắt liên minh các nhà xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu, Safuni, được coi là bước đầu tiên trong chiến lược chiếm lĩnh này, khi mà các doanh nghiệp có thể hỗ trợ với nhau trên nhiều mặt. Khi đi vô thị trường bán lẻ không được quyền để đứt hàng. Ví dụ một cái bộ này có người tới mua là phải có bộ khác đắp vào liền. Cái đó là cái lớn nhất để mà thị trường mà bán lẻ mở rộng được. Chứ không thể bán xong có người khác tới mua, nó giờ tôi hết hàng thì không cung cấp được, là người ta không tin tưởng. Những showroom chuyên đồ nội thất với chất lượng và mẫu mã đã được thế giới chấp nhận, theo kế hoạch sẽ được mở ra tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Đây là điều kiện để hình thành mô hình chuẩn phân phối đồ nội thất. Phát triển song song xuất khẩu và tiêu thụ nội địa không chỉ tăng hiệu quả cho nhà sản xuất mà còn là mục tiêu để các doanh nghiệp chế biến gỗ khẳng định được thương hiệu của đồ gỗ Việt Nam. Cách đây 40 năm, ông Dương Văn Quảng đã được sống và chứng kiến những ngày tháng không thể nào quên với các hoạt động tích cực cho các cuộc đàm phán tiến tới việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Giờ đây nhìn lại sự kiện lịch sử này của dân tộc Việt Nam với cương vị là đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Liên Hợp Quốc về Văn hóa, Khoa học và Giáo dục UNESCO, ông Dương Văn Quảng đã dành cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp bài phỏng vấn nêu bật ý nghĩa của sự kiện. Xin chào đại sứ Dương Văn Quảng. Xin đại sứ cho biết ý kiến đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cái việc ký kết Hiệp định Paris đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong những năm 68-72 ạ. Việc ký kết Hiệp định Paris nó là một cái bước ngoặt quyết định cho những sự kiện diễn ra sau đó. Như chúng ta đã biết ấy, nếu không ký kết được Hiệp định Paris thì chúng ta khó có thể có cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1975. Như vậy có thể nói là hiệp định Paris được ký kết nó là tiền đề, hay nó là tạo mọi điều kiện thuận lợi, kể cả chiến lược, kể cả quân sự, kể cả ngoại giao, kể cả chính trị cho cái chiến dịch mùa xuân năm 1975 để chúng ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước.
Một cái điểm nữa cần phải nhấn mạnh là thế này, là việc ký kết được Hiệp định Paris nó thể hiện rất rõ và nó thể hiện thành công, nó thể hiện được một cái quyết định đúng đắn về mặt chiến lược. Đó là Đảng ta đã chọn cái chiến lược là giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Xin thưa đại sứ, vậy thì sau 40 năm nhìn lại thì theo đại sứ đâu là những cái khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi tiến hành các cuộc đàm phán song phương và đa phương, cũng như là vai trò của phi pháp đối với những cái cuộc đàm phán này trong cái đợt này như thế nào? Nói đến thuận lợi khó khăn cũng như nói đến ý nghĩa to lớn của cái Hiệp định Paris mà chúng ta đã ký kết ấy, như tôi nói ban đầu là phải đặt nó vào trong cái bối cảnh lịch sử. Những năm 70, những năm 60, những năm 70 cho đến những năm 80, 90 thì thế giới đại thể về cơ bản là chia thành hai phe, một bên là xã hội chủ nghĩa, một bên là tư bản chủ nghĩa. Chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và đặc biệt khi chúng ta mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm trong một cái bối cảnh như vậy, chúng ta phải hiểu rất rõ, như vậy tôi cũng có thời gian để không đi phân tích cụ thể, nhưng chúng ta phải hiểu được đấy là cái khó khăn của chúng ta. Nhưng đồng thời cũng là một cái thuận lợi ở đây, bởi vì lúc đó thế giới nó chia thành hai phe, mặc dù có mâu thuẫn sâu chung, mặc dù trong nội bộ phe xã hội chủ nghĩa có những cái bất đồng, nhưng có một cái điểm mà có thể nói rằng các nước đều thống nhất, đó là các nước đều thấy cần phải ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta. Đây là cái điểm mà chúng ta đã làm được, nghĩa là tập hợp được tất cả lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của cứu nước của ta. Một điểm nữa còn là một cái thuận lợi nữa là thế này, mặc dù thế giới chia thành hai phe như vậy, nhưng vì cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta mang tính chính nghĩa, còn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ nó mang tính phi nghĩa, cho nên là thông qua tôi có thể nói đấy là một cái sáng tạo về ngoại giao, đó là tạo thành một cái mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta. Bây giờ trở lại câu hỏi, một cái phần câu hỏi liên quan đến vai trò của nước đăng cai, hay là nước mà đón nhận cái hội nghị này, không phải đăng cai. Thì tôi nghĩ rằng nước Pháp là một nước lớn, chúng ta đều hiểu biết. Nước Pháp là cái nước nằm trong phe của tư bản chủ nghĩa. Nhưng nước Pháp người ta có một cái chính sách nước ngoài độc lập, với tất cả những lợi thế của Paris, với cái vai trò nước Pháp trong quan hệ quốc tế lúc đó, cũng như là với những cái mối quan tâm của Pháp đối với Việt Nam nói chung, và đối với lại cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói riêng của chúng ta. Vì vậy cho nên là cái việc Paris nó là cái nơi diễn ra hội nghị đấy là một cái lựa chọn, hoặc là một cái sự chấp nhận sáng suốt của cả hai bên. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Italia đưa tin, ngày 16 tháng 1, triển lãm tranh nghệ thuật với chủ đề Sắc màu Việt Nam đã chính thức khai mạc tại thủ đô Roma, mở đầu cho những ngày văn hóa Việt Nam tại nước này. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức. Triển lãm Sắc màu Việt Nam là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Italia. Triển lãm nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần mở rộng các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa, quảng bá hình ảnh cuộc sống đất nước con người Việt Nam. Các tác phẩm tại triển lãm thể hiện nhiều chủ đề khác nhau của cuộc sống, trong đó có một số tác phẩm như Mùa đông, Giai điệu của biển, Làng cá mùa hè đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Trước đó, tại trụ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Italia đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh Tình đoàn kết Italia-Việt Nam những năm 1960-1970. Mỗi tài liệu, tranh ảnh đều cho thấy một sự kiện dấu ấn những năm 60-70, thời kỳ người dân Italia thuộc nhiều tầng lớp xã hội xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Trong rất nhiều tư liệu được trưng bày tại triển lãm, đáng chú ý là tư liệu về chuyến đi đến cảng Hải Phòng của con tàu Austrian mà Liên đoàn Công nhân cảng Genova thuê để chở 3.000 tấn hàng nhu yếu phẩm sang ủng hộ Việt Nam vào những năm 1973. Hay tuần Việt Nam tổ chức từ ngày 6 đến 13 tháng 1 năm 1973 và cuộc biểu tình quốc tế phản đối chiến tranh ngày 12 tháng 5 1973 tại Milan.